không ai hiểu tại sao tên ác ma giết người tàn nhẫn này lại cười bị tra tấn bằng điện hắn cũng không sợ hãi trước khi chết hắn có một yêu cầu đó chính là được gặp người cảnh sát da đen đã bắt hắn vào đây một lần hắn bắt tay với anh cảnh sát bày tỏ mong muốn hợp tác vui vẻ đúng là một kẻ tâm thần điên rồ hơn là hắn còn đấu nam chính rằng khoảng trống giữa lion và sparkovsky là gì hoss cười và nói chống thì chống liên quan quá gì đến tôi sau đó liền cung cấp dưới rời đi tuy nhiên tên sát nhân này không hề bị điên phía cảnh sát cũng sẽ phải trả giá đắt cho sự phán đoán sai lầm của mình Tên sát nhân Ritz ngâm nga một bài hát, sau đó bị xử tử trên chiếc ghế điện. Ngày hôm sau, trong thành phố lại xuất hiện một vụ án mạng, nạn nhân bị hạ độc và bị dây vò đến chết. Vụ án vốn không có gì khác thường, nhưng phương thức gây án của hung thủ lại y hệt như tên ác Maris. Không những thế, hung thủ cũng giống Ritz, sau khi giết người, đều dọn dẹp hiện trường vô cùng sạch sẽ. Sau đó hắn còn dùng bữa sáng ngay tại hiện trường rồi mới thong thả rời đi. khắp phòng đều là dấu vân tay của hung thủ, hắn thuận tay trái. Trên tường còn để lại một dòng chữ. Tại sao giữa Lyon và Spakovsky lại để chống? Ritz rõ ràng đã bị tử hình. Lẽ nào hắn vẫn còn đồng bọn? Hay là có kẻ đang mô phỏng Ritz gây án? Trực giác của mách bảo rằng cả hai trường hợp trên đều không đúng. Anh lần theo manh mối và tìm thấy một bức tường vinh danh của cảnh sát. Phát hiện giữa Lyon và Spakovsky có một cái tên đã bị xóa. Qua tìm hiểu, đó là một vị cảnh sát quá cố. Ông ấy từng là một trong 10 cảnh sát xuất sắc nhất. Nhưng sau 8 tháng được khen thưởng đã gây ra một vụ giết người liên hoàn. Sau đó tự sát và chết trong một căn nhà nhỏ trong rừng, con gái ông cũng ẩn cư từ đó. Anh lái xe đến tìm cô con gái tên Milano, cô hỏi tên sát nhân viết có phải rất thích hát không? Anh cảnh sát rất ngạc nhiên, tại sao cô ấy lại biết điều này? Milano nói rằng bố cô là một cảnh sát tốt, ông bị cuốn vào vụ án giết người hàng loạt, trước khi tự sát, ông từng nói manh mối đã rõ, không có khả năng chiến thắng, sau đó đi đến căn nhà trong rừng, khi được tìm thấy, ông đã không còn nữa. Milano nói bố cô hoàn toàn trong sạch nhưng chỉ nói đến đây và không nói tiếp nữa. Cô ấy rốt cuộc đang che giấu điều gì? Lúc này lại thêm một vụ án giết người mới, vẫn phương thức gây án giống vụ án trước đó. Điểm kỳ lạ là nạn nhân vụ án thứ hai lại chính là kẻ tình nghi của vụ án trước đó. Hobbs quay lại sở cảnh sát, anh cùng đồng nghiệp xem đi xem lại video quay Ritz trước khi bị xử tử. Anh tìm được một vài điểm đáng nghi. Manh mối thứ nhất là các hung thủ bình thường đều thuận tay phải, nhưng trong đoạn băng ghi hình lại thuận tay trái. Thứ hai là Ritz trước khi bị hành hình, luôn miệng lẩm bẩm nói chuyện một mình bằng tiếng Hy Lạp cổ. Bọn họ đều nghe không hiểu, nên mời một nhà ngôn ngữ học đến phiên dịch nhưng đúng lúc này lại có người gọi điện báo án án mạng thứ ba đã xảy ra rồi nạn nhân chính là thủ phạm của án mạng thứ hai phương thức gây án và thói quen của hung thủ cũng y hệt các vụ án trước đó đây rốt cục là do tổ chức nào gây ra tại sao hung thủ giết người lại bị kẻ khác giết để giải đáp nghi vấn này hop tìm đến căn nhà trong rừng nơi người cảnh sát quá cố tự sát dưới tầng hầm anh tìm thấy dòng chữ azazin do cố cảnh sát để lại cùng với đóng tài liệu ghi chép về azazin trên bàn lẽ nào tất cả những việc xảy ra đều liên quan đến nó về đến cục cảnh sát hóc cầm bản dịch lại lời nói của riz trong đó ghi ta không cách nào nhập vào thân xác của ngươi cho dù ta có thể nhưng ta không còn hứng thú nữa ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết hóc xem xong nhưng ngoài ra anh không còn chứng cứ nào khác bạn có tin siêu năng lực Azazin này không nó chính là di chuyển linh hồn linh hồn Azazin có thể thông qua tiếp xúc thân thể dễ dàng nhập vào linh hồn người khác những hung thủ giết người đó đều đã bị chết oan trong lúc hóc cùng đồng nghiệp thảo luận bỗng nhiên người đồng nghiệp lại hát lên bài hát mà tên riz hát trước khi bị hành hình sau đó chạm vào một người đồng nghiệp khác người bị chạm vào cũng bắt đầu hát bài hát đó hệ chạm vào ai người đó liền hát bài hát đó linh hồn của azazin chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã xâm nhập vào thân thể của rất nhiều người nam chính về nhà và phát hiện azazin đã nhập vào người bạn của cháu mình anh vội đuổi theo thằng bé chạm vào một ông chú người này bèn cầm súng lên nhắm về phía hóp nhưng anh đã nổ súng trước bắn chết hắn hóp đi đến kiểm tra thi thể nhưng không ngờ người phụ nữ bên cạnh lại hát lên bài hát đó và nói với anh anh đoán xem là một nhân chứng chứng kiến vụ việc Tôi sẽ miêu tả lại việc anh bắn chết người như thế nào đây. Hop vì việc này bị đình chỉ tham gia vụ án, anh vô cùng tức giận trở về nhà và phát hiện em trai đã bị giết hại, cũng chết bởi thuốc độc, cũng phương thức gây án y hệt các vụ án trước. Lúc này dưới lầu vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Hop biết lại là Azazin gây ra, nhưng anh lại không biết phải làm sao. Anh dắt theo cháu trai điên cuồng chạy trốn đến chỗ Milano. Qua những manh mối của cảnh sát để lại, anh biết được Azazin không những có thể xâm nhập vào thân xác người khác thông qua tiếp xúc, mà sau khi thân xác đó chết đi, linh hồn hắn có thể di chuyển thêm 500 mét để tìm kiếm thân xác mới. Thì ra đó chính là lý do khiến cố cảnh sát lại phải đến ngôi nhà trong rừng để tự tử. Ông ấy cố tình để Azazin nhập vào mình, sau đó tìm một nơi hoang vu để tự sát. Linh hồn Azazin không tìm được thân xác mới sẽ bị biến mất. Nhưng không biết vì lý do gì khiến kế hoạch của ông thất bại. Hóc gửi đứa cháu ở lại chỗ Milano để đi chiến đấu với Azazin cứu những người vô tội. Anh quyết định một lần nữa lừa Azazin đến căn nhà trong rừng cùng hắn biến mất khỏi thế giới này. Chỉ cần xung quanh không có ai, Azazin sẽ không tìm được thân xác mới, linh hồn hắn sẽ tan biến. Nam Chính sau khi tiết lộ tung tích của mình, liền đến căn nhà gỗ đợi đến đêm, cục trưởng cùng đồng nghiệp chạy đến, cục trưởng bị người đồng nghiệp dùng súng bắn vào đầu và chết tại chỗ. Hiển nhiên, cảnh sát này đã bị dần nhập vào. dần dứt khoát thừa nhận và nói vậy thì sao ta còn nhập vào thân thể chính người kia? Hop rút súng bắn hắn và đắc ý nói, đừng nghĩ đến chuyện có thể nhập vào tôi. Trong khói thuốc tôi vừa hút có loại thuốc độc mà ông thích đó, ngạc nhiên không? Sau đó anh bắn chết hắn, linh hồn của dần chỉ có thể tách khỏi thi thể đồng nghiệp và nhập vào hốc. Anh chạy bật mạng, nhưng vừa được vài bước đã ngã ra tuyết, lúc này một con mèo đi ngang qua, linh hồn Azazel thành công nhập vào con mèo, thì ra đây cũng là nguyên nhân khiến cố cảnh sát thất bại. Azazel vẫn trà trộn trong đám đông tắc oai tắc quái. Bộ phim đến đây kết thúc, địa ngục trống rỗng, ác ma vẫn tản nhiên ở trong ngôi nhà nào đó, liệu ai sẽ lại là hốc? Tiếp theo đây là bạn hay con mèo nhà bạn. Review đến đây là kết thúc, hãy nhấn theo dõi để đón xem những bộ phim khác nhé.